Đây. Bơ phải nghĩ tận 2 phút mới ra tên cho chuyên mục mới này. Và đây là Tokute trên kênh của Macman. Thì mặc dù tôi có đăng trên một số group nữa, nhưng mà thôi kệ, các bạn chắc đang tự hỏi, đã phải tệ thì phải là bộ phim nào đó kỷ niệm 15 đúng không? Nhưng tôi không thích thế. Lên chúng ta sẽ đến với bộ phim kỷ niệm 25 của dòng phim Sức mạnh người kiểm lâm, để xem bộ phim này làm ăn kiểu gì mà bị nhiều người khen với chỉ một từ duy nhất: dạ. Như thế, đây là một clip mang đầy tính chất chủ quan nên sẽ không phù hợp cho những người khách quan đâu. Bắt đầu thôi. Tôi phải thú thật, tôi mới chỉ xem Power Rangers SPD, Dino Thunder, Operation Override và Ninja Storm. Thì cũng lắm là movie 1995 của Mighty Morphin. Nhưng ấn tượng của tôi về dòng phim này là nhạc phim rất hay. Những cảnh hành động mà không cắt ra từ Super Sentai thì cứ phải gọi là tuyệt vời. Tôi nói đến nhạc phim đầu tiên vì nó là thứ gần như đầu tiên tiếp cận với người xem, nên nếu nhạc phim không hay thì khó ấn tượng với tôi lắm. Vậy nhạc của Power Ranger Mega Fail có hay không? Hay chứ, vì nó khác méo gì bài Go Go Power Ranger mà đã được remix đâu. Mà cũng chẳng riêng gì bộ này, nhạc opening của Samurai nghe cũng giống hệt. Trời ơi, nhớ những SPD, những Dino Thunder khi nhạc phim cứ phải gọi là đỉnh của đỉnh. Đã nói đến nhạc mà không nói đến hình ảnh của opening này thì tôi cũng tệ thật đấy. Nhưng mà có phải do dạo này tôi ăn chay luyện Phật nhiều không? Mà tôi nhìn thấy tay của Alata trong Go Seizer vậy các bạn. Tại sao lại phải sử dụng một cảnh trong Super Sentai khi mà phim có cả đống cảnh dùng Morpher vậy hả Sa Béo? À nhầm, Sa Bần. Kịch bản thì quá tệ, suốt khoảng 20 tập phim chỉ có đánh nhau và đánh nhau. Tôi biết phim siêu nhân là phải có đánh quái, nhưng mà nó quá dày đặc. Thậm chí vừa vào một tập phim mới, tôi đã biết là sắp có đánh nhau rồi. Đến đây thì tôi phải trồng cây chuối và tự hỏi, ông viết kịch bản có bao nhiêu ngày để viết cái Mega Fail này vậy? Nếu các bạn không biết thì để viết script tóm tắt 10 tập phim của anime Ultraman, tôi viết trong khoảng 2 ngày. Còn đối với người viết kịch bản của Mega Force, tôi đoán là họ chỉ có đúng một ngày để ép vắt nước 40 tập Go Seizer thành một bộ phim khoảng 20 tập. Tôi biết là nội dung của Power Ranger với Super Sentai không bao giờ giống nhau, nhưng bộ phim này có nội dung gì đâu ngoài việc đánh nhau. Nói đến kịch bản, có lẽ là Saban thấy đây là bộ phim thứ 20 nên phải làm gì đó cho giống giống với phần phim gốc hay không. Đấy nhá, 5 bạn trẻ được lựa chọn bởi một cái mặt lớn và một con robot trông đụt đụt rồi bị dịch chuyển tức thời nhé. Giống không? Giống. Chưa kể màu sắc của các Ranger trong hai bộ cũng rất là giống nhau. Dàn diễn viên phải nói là trai xinh gái đẹp, thế mà diễn xuất lại như bỉu. Có thể họ chỉ là những diễn viên nghiệp dư, nhưng lời thoại của phim thì cũng ngáo đá không đỡ được. Chưa kể những nhân vật họ hóa thân thì cũng chẳng được phát triển tí nào cả. Từ đầu phim đến cuối phim không khác gì nhau cả. Tình đồng đội giữa họ cũng chẳng hợp lý tí nào cả. Giống như kiểu đạo diễn bảo phải thân thì tao thân ấy. Đặc biệt là Choi, biết anh là người lãnh đạo rồi, nhưng xa cách với những thành viên khác cũng vãi nhái. Rồi, không nói đến diễn viên nữa thì chúng ta nói gì đây? Kỹ xảo phim. Đương nhiên, kỹ xảo phim cứ phải gọi là mượt, vì đến 60-70% là lấy từ Go Seizer, nhưng cảnh tự dựng thì ít đến cái mức mà tôi phải mò mãi mới ra. Và đây, 10 điểm không gian kỹ xảo luôn. Nhưng mà nó cũng chỉ là một điểm nhỏ, không đáng nói. Thế bạn giải thích cho tôi con Ultra Go Seizer Grid How to rap hộ tôi. Bạn không hiểu với tôi á? Thì để tôi giải thích cho nhá. Ultra Go Seizer Grid cần phải có một nhân vật nữa là Hyper Data, nhưng ở phần phim này nó loại bỏ con mẹ nó rồi còn đâu. Thế thì hai chân Data này lấy từ đâu ra? Mà đã thế, tại sao không sử dụng Data để thế chỗ cho con Tensou mà phải sử dụng đến CGI để tạo ra một cái vali vậy? Why? Nói chung là còn nhiều điểm vô lý như việc Choi là người thường nhưng cái méo gì cũng biết, thì phim nói chung là tệ. Bạn tưởng thế là đã hết clip này rồi á? No. Còn Power Ranger Super Mega Fail nữa cơ mà. Toàn bộ điểm tệ của phần 1 thì phần này đều có, nhưng phần 2 này thì phải nói nó còn tệ hơn cả phần 1 vì nó nhiều điểm vô lý quá. Tôi biết là Power Ranger khác với Super Sentai, nhưng tại sao từ thiên thần lại lên thẳng hải tặc? Nếu thiết kế của Go Seizer không thể hiện rõ lắm họ là thiên thần thì nhìn Go Kaiser đi, tặc xệt hải tặc, mũ hải tặc nha, đao hải tặc nha, súng hải tặc nha. Tôi lúc chưa xem phim còn cứ ngỡ Super Mega Force nó là một bộ riêng và sẽ lấy chủ đề hải tặc cơ, vì cứ nhìn một số bộ phim hải tặc của Hollywood làm đi, hay vãi. Nhưng đéo, chẳng liên quan gì cả. Và vì thế nó làm cho bộ suit trở nên mất ý nghĩa vô cùng và làm cho mình thực sự phải suy nghĩ tại sao lân cấp của một đám chính nghĩa lại là hải tặc vậy. Chưa kể sự gượng ép từ Mega Fail sang Super Mega Fail đã khiến cho phim có nhiều điểm trở nên vô lý hơn cả việc crush tôi hẹn hò với tôi trong khi tôi không có crush vậy. Điểm đầu tiên dễ thấy nhất là Jake phải trở thành Green Ranger. Tại sao nó lại vô lý á? Vì ở Mega Force cậu là người khỏe nhất với cái Snake Axe lúc nào cũng ở trên tay, nhưng sang Super Mega Force thì cậu chỉ chơi tầm xa, còn người chuyên chơi tầm xa như Noah thì phải chơi tầm gần cho giống mấy cảnh của Gokaiser. Tệ, còn chưa kể mấy thằng cầm kiếm cứ mời Noah ra đấu dao, trong khi cả Mega Force cậu ta chỉ biết bắn ốp. Và tôi nghĩ cái này mới là điểm khiến nhiều ông ghét bộ này nhất, đó chính là việc họ sử dụng ki của các Ranger còn chưa xuất hiện bao giờ. Lý do thì rất là đơn giản, bởi vì họ chưa xuất hiện bao giờ, thế thôi. Và vì chiến đội này là Super Ranger nên họ có thể sử dụng các ki tiền nhiệm một cách thoải mái. Không những thế, sức mạnh của họ chỉ cần được cô C bảo dùng được là dùng được, chẳng có lý do nào chính đáng cả.
trong Go Geyser họ phải được các tiền bối công nhận thì họ mới có thể sử dụng được hết tiềm năng của Kaki. Nhưng đây là Super Ranger liền đéo cần. Như ở tập 2, họ dùng được sức mạnh tiềm ẩn của SPD là do họ dùng nhiều. Ok, vậy mà Mystic Force chỉ cần Blue Ranger có ý chí quyết tâm là dùng được. Cái what the fuck gì vậy? Nó ảo còn hơn việc DK có thể đánh ngang cơ với Omazio vậy. Ở tập 5 thì cũng tương tác một tí với các tiền bối đấy, nhưng quá ngắn và chẳng có tí ấn tượng nào cả. Tập 6 thì vị tiền bối được xuất hiện nhiều hơn và cũng có thể là giúp ích nhiều hơn, nhưng nó vẫn không có ấn tượng gì với tôi cả. Có rất nhiều ông minh vực cho bộ phim rằng không nên so sánh nó với Super Sentai, nhưng các ông giải thích làm sao cho việc Choi có thể giải phóng sức mạnh khỏi người khi mà nó không phải thiên thần vậy? Dùng Morpher quá nhiều rồi nhiễm phóng xạ chắc. Ở Megaforce đã sử dụng rất nhiều cảnh từ Super Sentai rồi, thì khi lên Super nó còn lấy nhiều hơn. Thậm chí có những tập tôi còn chẳng thấy mặt Choi đâu, mà chỉ thấy Su thôi. Mà đã động đến Choi thì rõ ràng sự hiện diện của cậu ở phần này còn mờ nhạt hơn cả phần trước. Mang tiếng là chỉ huy, là linh hồn, là người gắn kết các Ranger, nhưng mà lại mờ nhạt đến lạ kỳ. May mà được tập cuối kéo lại một tí. Nhưng về tổng thể hai phần phim, nó đều rất tệ. Khi cốt truyện thì nhạt nhẽo, nhân vật thì gần như không có sự phát triển. Ngoài Noah thì có một tí, còn lại thì mọi nhân vật đều một màu. Nói chung là mình cũng chẳng có nhận xét gì ngoài một chữ trash. Và các bạn có đồng tình với ý kiến chủ quan của tôi không? Nếu có thì ủng hộ tôi bằng một nút đăng ký. Còn nếu không ủng hộ ý kiến của mình thì có thể để lại ý kiến ở phần bình luận. Và do dạo này view thấp quá nên mình đang lười.